Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thế Giới Xe Cho Bé Bông Kít. Hôm nay Bông Kít xin gửi đến các bạn video review trực tiếp về dòng xe đẩy thông minh cao cấp mới nhất của hãng Bauhaus mang tên V9. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thế Giới Xe Cho Bé Bông Kít. Hôm nay Bông Kít xin gửi đến các bạn video review trực tiếp về dòng xe đẩy thông minh cao cấp mới nhất của hãng Bauhaus mang tên V9. Đây, các bạn lưu ý là bên mình đang quay cho các bạn đây là hàng chính hãng của Bauhaus. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở trên thùng cũng có thông tin của hãng. Không phải là hàng giá rẻ giống như một số bên khác nhé, nên các bạn lưu ý giúp mình. Nếu mà nhìn phía bên ngoài hộp thì dòng Bauhaus V9 thì cái hộp của nó sẽ to hơn các loại Bauhaus khác. Đấy, và bây giờ thì kỹ thuật Bông Kít sẽ tiến hành mở hộp ra để lắp ráp nha các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát thấy là đây là hàng chính hãng của Bauhaus cho nên được đóng gói rất là cẩn thận này. Có nhiều lớp xốp để đảm bảo xe nó không bị trầy xước trong quá trình vận chuyển. Đây, các bạn có thể quan sát thấy này, đóng gói cực kỳ cẩn thận luôn. Phía bên ngoài là thùng bìa cắt tông rất là dày dặn nhé. Phía bên trong còn được bọc các cái, đây, các cái giấy bóng dạng xốp nổ này. Đấy. V9 là dòng xe đẩy thông minh mới nhất của hãng Bauhaus hiện tại. Còn hiện tại thì Bông Kít còn cũng có rất là nhiều những cái hàng xe đẩy thông minh khác. Và riêng Bauhaus thì có V3, V5, V5B, V8, V13, V18 và đây là V9 mẫu mới nhất. Khi mà nhấc từ trong hộp ra thì nó sẽ rời các cái bộ phận này. Đây là ghế này, khung xe này, chỗ để chân này, mái che này và bánh xe. Đây, đầu tiên là mình sẽ tiến hành mở cái khung xe ra. Đây, các bạn lưu ý nó có cái chốt đỏ này, các bạn phải mở chốt ra và dựng khung xe lên. Cắm ghế này. Xét về kiểu dáng thì dòng xe V9 nó đang có một cái kiểu dáng gọi là khác hoàn toàn so với các cái mẫu khác của Bauhaus, và chính vì cái kiểu dáng ấy cho nên là dòng xe V9 thì là dòng xe hiện đại nhất bây giờ, là một trong những dòng xe đẩy thông minh duy nhất mà có chức năng nằm dành cho cả bé sơ sinh. Còn bình thường các cái xe đẩy thông minh khác nó chỉ có chế độ ngồi hoặc ngả. Đây, riêng dòng này thì có chế độ nằm. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là khi mà để ở dạng xoay hai chiều ấy, cái chiều mà mẹ và bé nhìn về nhìn nhau ấy, đấy thì là mình sẽ để được cái chế độ nằm như thế này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy quang trời, chỗ nằm rất là rộng rãi. Có một cái lớp đệm thì cực kỳ êm luôn. Cái lớp đệm này thì có thể tháo ra để vệ sinh rất là dễ này. Tiếp tục lắp đến chỗ để chân này. Trong trường hợp mà bé ngồi thì mình sẽ để cái chỗ để chân thẳng xuống như thế này. Còn lúc nào bé nằm thì mình sẽ dựng cái chỗ để chân lên, nằm tăng cái không gian để cho bé nằm. Tiếp tục là lắp đến khung an toàn. Khung an toàn thì các bạn chỉ cần cắm vào đúng cái lỗ của nó là được. Cài cái dây đai này có dễ nhiệm vụ là để cho bé nó không bị trôi về phía đằng trước. Tiếp tục cài đến mái che. Đây, mái che thì các bạn lưu ý là các bạn chỉ cần cắm đúng cái rãnh trượt này của nó là được. Hàng cao cấp nên là thiết kế rất thông minh và dễ sử dụng. Và cuối cùng là sẽ tiến hành lắp đến 4 bánh xe. Đây là hai bánh trước. Nếu mà để mà so sánh hàng V9 so với các
thế hệ đi trước thì các bạn sẽ thấy rằng là cái dòng này có cái bánh siêu to khổng lồ luôn, đặc biệt là hai bánh sau. Đây các bạn nhìn thấy hai bánh sau. Cái cặp bánh sau là cực kỳ to, đường kính của nó lên tới phải 20 cm nha các bạn nhé. Cho nên là khi mà lắp lên ý, thì là cái xe nó rất là cao. Cái khoảng cách từ ghế cho tới mặt đất nó lên tới tầm khoảng hơn 50 cm. Đấy, cho nên là nó sẽ làm giảm thiểu các cái khói bụi từ mặt đường bay vào mặt bé. Bánh thì mình cũng chỉ cần cắm vào là được. Và như vậy là chỉ trong vòng tầm khoảng 5 phút thôi là kỹ thuật bông kít đã hoàn thành việc lắp đặt dòng xe đẩy cao cấp V9. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là cách sử dụng của dòng xe thì mời các bạn theo dõi thêm video tiếp theo nhé.